Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình. Thị đoàn Nghi Sơn phối hợp với ngân hàng BIDV tổ chức lễ phát động trồng cây cho cuộc sống xanh tại phường Hải An. Xã Phú Lâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Trong năm 2021, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được thị xã Nghi Sơn triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời từ các khâu phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, đã ban hành 14 công điện, 40 văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển. Các cấp các ngành đã chủ động bám sát phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thị xã, từ đó quán triệt sâu sắc phương châm chủ động, phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh và hiệu quả. Trong năm đã thực hiện phát quang 94.223 m² trên tuyến đê sông Thị Long, sông Bạng, đê Hào Hào. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã đã xây dựng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ của đơn vị, sát với thực tế trên địa bàn được giao. Đã tổ chức làm mới và sửa chữa đường băng cản lửa 12,8 km, phát dọn thực bì và đốt trước vật liệu cháy 1.770,9 ha. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị kế hoạch phòng tránh thiên tai của các địa phương, phương án di rời dân, phương án kêu gọi tàu thuyền, phương án bố trí lực lượng thực hiện cơ bản đảm bảo. Năm 2022, theo dự báo, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài, kết hợp gió Tây Nam tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, bão lũ xảy ra với cường độ mạnh. Để chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp tục triển khai phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy công tác tuyên truyền để phòng tránh là chính. Theo dõi diễn biến chặt chẽ của thời tiết, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, kịp thời ứng phó khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, từ đó bảo vệ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trong vùng khi có thiên tai. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2021, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các xã phường, các cơ quan đơn vị, các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, quản lý chặt chẽ tàu, mà cái này ấy, là các xã bãi ngang là chúng ta phải quan tâm. Chứ những các xã mà có cái cửa lạch thì chủ yếu là các tàu thuyền thì họ lại có quản lý thật chặt về nhân sự, số lượng phương tiện tàu thuyền, yêu cầu các cái chủ phương tiện này phải ký cam kết với địa phương, giao cho phòng kinh tế phải phối hợp với các xã phường trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, để thông báo sớm nhất, kịp thời nhất, nhanh nhất có thể về việc cấm biển, về việc di chuyển tàu thuyền. Và năm nay kiên quyết xử lý các cái tàu thuyền và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai, rà soát cẩn thận cái phương án di chuyển người dân trong phạm vi 200 m và 500 m về nơi an toàn nhất có thể, là đảm bảo cái an ninh trật tự, đảm bảo cái hậu cần. Cái thứ hai là đảm bảo về chỗ ở và tính mạng của người dân, có giải pháp về đảm bảo cả tài sản cho người dân. Nội dung thứ ba là làm tốt công tác quản lý, phối hợp với các cấp như biên phòng,
rồi các đồng chí trưởng cụ, các cái cơ quan đơn vị trên địa bàn để thực hiện được công này. Đối với lại các xã trung du thì làm tốt công tác phòng chống lụt và đảm bảo an ninh cho người dân trong cái hành lang đê và hành lang như thế là nước dâng của các hộ, và các địa phương phải làm tốt công tác như thế là di dân, công tác thoát lũ, công tác dự báo và đảm bảo cái vật tư bốn tại chỗ cho những cái địa điểm mà cái đê sung yếu, cái sông sung yếu, tổ chức vận hành, kiểm tra vận hành các cái hệ thống cống tưới, cống điều, các trục điều trên địa bàn. Và cái nội dung tiếp theo đối với các xã vừa có rừng vừa có đê, làm tốt cái công tác như thế là phòng chống cháy rừng. Ở đây ấy, là ký cam kết với các hộ được giao rừng, địa phương có rừng, các doanh nghiệp có rừng về công tác bảo vệ rừng. Đề nghị như thế là ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với các xã phường phải thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung như làm đường băng cản lửa, tuyến đường vào như thế là khu vực như thế là bảo vệ rừng. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các xã phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã trên cơ sở nhiệm vụ được giao làm tốt công tác phối hợp với các xã phường để lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các xã phường, phòng kinh tế thị xã, quản lý đô thị và phòng tài chính kế hoạch phối hợp tham mưu có kiểm tra đánh giá, từ đó đề xuất các công trình về thủy lợi cần phải đầu tư nâng cấp trên địa bàn từng xã phường, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã để có kế hoạch đưa vào đầu tư công hàng năm và đầu tư công trung hạn theo từng giai đoạn cụ thể nhất, từ đó bảo vệ, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi có bão lũ xảy ra. Tối ngày 7 tháng 5, chùa Phúc Long, phường Hải Ninh tổ chức đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Sự buổi lễ có các đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng ban ngành thị xã, lãnh đạo phường Hải Ninh cùng toàn thể tăng ni Phật tử và nhân dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Tâm Hiện, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Huyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp chỉ rõ, mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã nhấn mạnh, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo nói chung, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Nghi Sơn đã không ngừng củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó dân tộc, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, động viên tăng ni Phật tử, nêu cao đạo đức, giữ gìn thuần phong mỹ tục, hăng hái lao động sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19. Các phong trào khuyến học khuyến tài, công tác từ thiện nhân đạo, góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương đất nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, gắn bó với dân tộc, đoàn kết, hòa hợp, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, thực sự xứng đáng với truyền thống hộ quốc an dân. Nhân dịp này, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Tâm Hiện, các tăng ni Phật tử thị xã, chúc mùa Phật đản thành công viên mãn. Các đại biểu cùng các tăng ni Phật tử đã tiến hành nghi thức tắm Phật, cầu mong cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, được triển khai từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu bảo hiểm xã hội thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Liên đoàn Lao động thị xã. Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tuyến và truyền thông lưu động. Cụ thể, tổ chức lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu trung ương và thực hiện tiếp sóng tại điểm cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tổ chức gần 700 đội truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy tại điểm cầu trung ương cùng điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và tại các huyện trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tại thị xã Nghi Sơn, trong những năm qua, công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, của cấp ủy chính quyền thị xã, sự phối hợp vào cuộc của các ban ngành và các tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau lễ ra quân, cùng với ngành bảo hiểm và bưu điện cả nước, cán bộ, viên chức của hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện thị xã đã đồng loạt xuống đường, ra quân cổ động, tuyên truyền trên các tuyến đường chính và chia thành nhóm nhỏ đến các khu dân cư tại các xã phường để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vừa qua tại phường Hải An, thị đoàn Nghi Sơn phối hợp với ngân hàng BIDV tổ chức lễ phát động trồng cây cho cuộc sống xanh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn, Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư thị đoàn, lãnh đạo ngân hàng BIDV Việt Nam và cấp ủy chính quyền phường Hải An. Hoạt động trồng 1 triệu cây xanh do ngân hàng BIDV phát động nhằm hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo đó, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, ngân hàng BIDV đã trao tặng cho thị đoàn Nghi Sơn 1.000 cây phi lao và sao đen để trồng dọc tuyến ven biển của phường Hải An và các phường lân cận. Chương trình trồng cây phòng hộ ven biển không chỉ góp phần tạo lá chắn xanh nhằm hạn chế việc sạt lở bờ biển, chắn sóng, chắn gió, mà còn hỗ trợ làm giảm tải các tác động tiêu cực của chiều cường, lũ lụt đến cuộc sống của nhân dân vùng ven biển. Sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên của ngân hàng BIDV và phường Hải An đã tiến hành trồng cây và bàn giao biểu tượng của chương trình cho địa phương. Trong dịp này, thị đoàn Nghi Sơn đã phát động 100 đoàn viên thanh niên của trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa 2 và trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa 4 ra quân thu gom rác thải dọc tuyến biển, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn và các ngành đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường thực hiện việc trích đo bản đồ hiện trạng để thực hiện dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện trích đo bản đồ hiện trạng đối với các hộ dân phải di rời tái định cư, các đơn vị liên quan đã huy động trên 30 người, gồm lực lượng công an thị xã, các ngành liên quan của thị xã, đại diện Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, cùng cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội xã Tân Trường cùng tham gia.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện trích đo bản đồ. Theo đó, các tổ công tác tham gia vận động, thuyết phục các hộ gia đình phối hợp với đơn vị đo đạc, tổ chức trích đo bản đồ để thực hiện dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ thuộc khu vực thu hồi để phục vụ các dự án đầu tư theo chủ trương của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn về người, máy móc, thiết bị đo trong quá trình thực hiện trích đo, từ đó hoàn thành công tác trích đo bản đồ để thực hiện dự án trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hải Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Sự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư thị đoàn, đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Hải Hòa cùng 89 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường vụ Thị đoàn Nghi Sơn, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường Hải Hòa tiếp tục có những bước phát triển toàn diện. Đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội, học tập rèn luyện, lao động, sản xuất. Nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, đoàn viên thanh niên phường Hải Hòa đã tích cực tham gia phong trào thanh niên tình nguyện hè, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thực hiện tốt các đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã triển khai các công trình thanh niên tiêu biểu như công trình khu vận động thể chất cho trẻ em, làm đồ chơi từ lốp xe, vẽ tranh trên ghế đá tại trường mầm non Hải Hòa, cột điện nở hoa với hơn 30 cột điện tại đường Lê Thế Sơn, đồng thời phát động chương trình tình nguyện 1 triệu ly sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Hải Hòa và thị trấn. Chương trình cắt tóc tình nguyện cho hơn 150 em học sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đoàn phường đã thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn, tổ chức tham gia cấp miễn phí 1.000 khẩu trang, hơn 800 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã bồi dưỡng giới thiệu 48 đoàn viên ưu tú cử đi học lớp cảm tình đảng, giới thiệu kết nạp 36 đồng chí vào đảng. Với khẩu hiệu tuổi trẻ phường Hải Hòa, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn phường đã đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, trong đó phấn đấu nhiệm kỳ có từ 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn tổ chức, thực hiện và hoàn thành 3 công trình thanh niên trở lên, 100% chi đoàn và đoàn viên thanh niên triển khai hưởng ứng ngày đoàn viên, 100% các chi đoàn tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho đảng, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, có từ 35 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào đảng, kết nạp từ 350 đoàn viên mới trở lên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đoàn phường nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn cấp trên trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Tân Trường tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn xã Tân Trường hiện có 423 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, đoàn xã đã tổ chức lễ gia quân Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phát triển mô hình ngôi nhà thu gom phế liệu, gây quỹ từ thiện ủng hộ cho học sinh nghèo, tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hơn 30 triệu đồng, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Để tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đoàn xã đã tổ chức giải ngân 180 triệu đồng nguồn vốn thanh niên khởi nghiệp từ Ban Thường vụ tỉnh đoàn hỗ trợ 2 thanh niên sản xuất kinh doanh. Đến nay, đoàn xã đang quản lý 3 tổ tiết kiệm với 287 thành viên vay vốn, tổng dư nợ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đoàn đang quản lý hơn 4 tỷ đồng. Từ đó, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đã bồi dưỡng giới thiệu cho đảng 25 đoàn viên ưu tú, đề nghị cử đi học lớp cảm tình đảng, giới thiệu kết nạp 23 đồng chí vào đảng. Với khẩu hiệu hành động, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đoàn thanh niên xã Tân Trường
phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức đoàn có từ 400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn hội tổ chức, có 100 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 100 thanh niên được đoàn giới thiệu có việc làm, có ít nhất một khu vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới hoặc tu sửa cải tạo, thực hiện hoàn thành từ một công trình đường tranh bích họa trở lên, hỗ trợ từ 30 thanh thiếu nhi yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, kết nạp từ 150 đoàn viên mới trở lên, giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có từ 25 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Trường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn cấp trên trong thời gian tới. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh phường Hải Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh phường Hải Bình đã kết nạp mới được 98 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút hội viên là 99,2%, nâng tổng số 696 hội viên. Trong 5 năm qua, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hải Bình đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 7 đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Hàng năm, hội đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự phường triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đã hòa giải được 85 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ hội viên đã gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và thực hiện nếp sống văn hóa, ra mắt được 4/8 câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường, vận động nhân dân mua được hơn 2.600 thùng đựng rác, duy trì có hiệu quả các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài, ngày vì người nghèo, tích cực ủng hộ quỹ phòng chống COVID được hơn 100 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. Trong phát triển kinh tế, hội cũng đã làm tốt công tác vận động tuyên truyền cán bộ hội viên, nâng cao ý thức tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, khuyến khích hội viên phát triển doanh nghiệp. Hiện nay có 7 doanh nghiệp do Hội Cựu chiến binh làm chủ. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh phường Hải Bình tiếp tục đoàn kết, vận động cán bộ hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, chăm lo xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường lần thứ 8 đề ra. Trong đó phấn đấu 100% cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát triển trên 99,5% hội viên, đến giữa nhiệm kỳ không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới, tăng hộ khá giàu lên 68%, thành lập 1-2 câu lạc bộ làm kinh tế giỏi. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Hải Bình lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn thời gian tới. Xã Phú Lâm hiện có hơn 1.000 hecta rừng, trong đó chủ yếu là rừng trồng thuần loài keo, bạch đàn. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm 2022, xã đã kiện toàn ban chỉ huy quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, ban chỉ huy quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp bảo vệ rừng đến chủ rừng và người dân trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng chủ động trước mọi tình huống khi có cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó, thực hiện dự báo các cấp độ rủi ro đối với từng thôn, xác định vị trí diện tích rừng dễ cháy, chỉ đạo tổ đội bảo vệ rừng của các thôn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng trong những ngày hanh khô, nắng nóng. Để làm tốt công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã Bắc Lâm,
Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm thực hiện một số biện pháp sau. Thứ nhất, kiện toàn ban chỉ đạo. Thứ hai, xây dựng triển khai kế hoạch về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng về diện tích trên địa bàn xã 1.100 ha và triển khai lực lượng và các phương châm 4 tại chỗ. Và Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên loa truyền thanh của xã, gặp các hộ giao khoán, trao đổi, hạn chế đưa lửa vào rừng. Ngoài ra, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo một cách tốt nhất. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.